Đông Nam Á ngày càng đóng vai trò quan trọng trong những lợi ích chiến lược của Nhật Bản trong cả phát triển kinh tế và cân bằng nước lớn. Vì vậy, không khó hiểu khi Tokyo không ngừng xích lại gần hơn với các quốc gia ASEAN. Sau khi Việt Nam quyết định nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ vào hồi đầu tháng 9 vừa qua, Nhật Bản cũng đã nhanh chân tìm cho mình một cơ hội với Hà Nội. Nhà nước Nhật Bản đã gửi lời mời tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng tới thăm Nhật Bản và chuyến thăm chính thức đã được ấn định diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Việt Nam và Nhật Bản đã có những thỏa thuận mang tính chiến lược, trong đó hai bên đã đi tới quyết định tăng cường quan hệ an ninh, thiết bị quốc phòng và chuyển giao công nghệ. Đây cũng là phần nhận được sự chú ý của truyền thông quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc. Ngay khi thông tin vừa được công bố, các trang báo của nước này đã lập tức phản ứng cho đăng tải loạt báo nhận định về việc Việt Nam và Nhật Bản muốn hợp tác với nhau để chống lại Trung Quốc. Sự nhạy cảm quá đà của một số tờ báo Trung Hoa không khỏi khiến nhiều người phải bất ngờ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong tình hình hiện nay, cái bắt tay Việt Nam và Nhật Bản sẽ khiến Bắc Kinh mất ăn mất ngủ trong nhiều ngày. Vậy chúng ta sẽ cùng xem thử các trang báo nước bạn đang nói gì về sự kiện trên. Vừa qua, vào ngày 28 tháng 11 năm 2023, trang báo mạng exporttime.com của Trung Quốc đã chọn đăng tải một bài viết với tựa đề Nhật Bản và Việt Nam mở rộng hợp tác an ninh để cùng chống lại mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài báo nêu lên quan điểm rằng Nhật Bản đang cố tìm kiếm đồng minh cùng chí hướng để tăng tính răn đe đối với Bắc Kinh. Bởi đối với họ, sự đe dọa từ Hoa Lục vẫn luôn kiềm chế nước này trong con đường phát triển trên biển Hoa Đông. Việt Nam với cương vị là một quốc gia cũng có nhiều tranh chấp với Trung Quốc, quả thực sẽ là sự lựa chọn không thể nào sáng suốt hơn. Cụ thể, bài viết nói như sau. Theo tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Nhật Bản cung cấp, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo tuyên bố quan hệ Nhật Bản-Việt Nam sẽ được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, cam kết vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và thế giới, và sẽ tiếp tục hợp tác được đẩy lên tầm cao mới và mở rộng hơn nữa sang các lĩnh vực mới. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp rằng Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đồng thời, ông cho biết sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước góp phần vào hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Kishida cho rằng cộng đồng quốc tế đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử và ông hy vọng sẽ duy trì và củng cố trật tự quốc tế tự do, cởi mở, dựa trên pháp quyền bằng cách tăng cường hợp tác với Việt Nam để đảm bảo thiết lập một thế giới, trong đó phẩm giá con người được bảo vệ. Hiện tại, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ giành được vị thế đối tác hàng đầu của Việt Nam. Lãnh đạo hai nước cũng đã tuyên bố sẽ hợp tác về tình hình Biển Đông. Quả thực, theo như tác giả nói, thì hiện tại Nhật Bản đang nhanh chóng phát triển mối quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam, một quốc gia Đông Nam Á chủ chốt có vai trò kinh tế và an ninh quan trọng trong khu vực, phải đối mặt với sự trỗi dậy và cạnh tranh của Trung Quốc với Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác. Với loan báo ngày 27 tháng 11, Nhật Bản hiện đã giành được vị thế là đối tác hàng đầu của Việt Nam, cùng với Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ. Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, ông Kishida tuyên bố Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc đạt được một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông Thưởng cho rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước góp phần mang lại hòa bình và thịnh vượng cho khu vực. Theo thỏa thuận hỗ trợ an ninh chính thức, Nhật Bản gần đây đã đồng ý cung cấp radar giám sát ven biển cho Philippines, một quốc gia Đông Nam Á có tầm quan trọng chiến lược khác đối với Nhật Bản và Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang về Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình. Chính phủ Kishida vào tháng 12 năm ngoái đã thông qua một chiến lược an ninh mới liên quan đến việc tăng cường quân sự đáng kể, bao gồm cả khả năng phản công. Đây là sự thay đổi lớn từ nguyên tắc chỉ tự vệ của Nhật sau chiến tranh. Nhật Bản trong những năm gần đây đã cung cấp một số tàu tuần tra cho Việt Nam để giúp tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển. Việt Nam là một trong số các quốc gia bảo vệ lợi ích lãnh thổ của mình trước Trung Quốc ở Biển Đông đang tranh chấp. Nhật Bản từ lâu đã có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc về các đảo ở Biển Hoa Đông. Ông Kishida và ông Thưởng nhất trí mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ thương mại, biến đổi khí hậu và kinh tế để đạt được một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Phải biết rằng,
Nhật Bản đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ ngày 21 tháng 9 năm 1973, chỉ nửa năm sau khi Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết giữa Việt Nam và Mỹ. Từ tháng 3 năm 2014, Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á của Việt Nam. Vì vậy, việc hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng là điều hoàn toàn bình thường. Việt Nam đã có quan hệ hợp tác quân sự quốc phòng với nhiều quốc gia có quan điểm khác nhau, như hợp tác với Trung Quốc, trong khi Trung Quốc là đối thủ của Ấn Độ. Và ngược lại, Ấn Độ cũng là đối tác chiến lược của Việt Nam, có quan hệ hợp tác quân sự quốc phòng với Việt Nam, trong khi họ đang là đối thủ của Trung Quốc. Việt Nam cũng đang có hợp tác chiến lược với Đức, Pháp, Anh là các đối thủ của Liên bang Nga, trong khi vẫn có quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, đặc biệt là lĩnh vực quân sự quốc phòng. Trong hoàn cảnh thế giới đang diễn ra cuộc cạnh tranh địa chiến lược quyết liệt giữa các nước lớn, giữa các trung tâm chính trị, kinh tế lớn, các nước đang phát triển như Việt Nam đều mong muốn có một không gian hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế xã hội mà không bị lôi cuốn vào các cuộc cạnh tranh tốn kém và đầy rủi ro giữa các cường quốc. Theo phân tích của một số chuyên gia Việt Nam, Nhật Bản không phải là cường quốc quân sự, theo hiến pháp của Nhật Bản cũng như hiệp ước mà Nhật Bản đã ký kết trên chiến hạm Missouri ngày 2 tháng 5 năm 1945. Nhật Bản không được phép có lực lượng quân sự vượt quá mục tiêu nhiệm vụ phòng thủ quốc gia. Đó là lý do mà cho đến nay, Nhật Bản gọi lực lượng vũ trang của mình là lực lượng phòng vệ Nhật Bản, GSDF. Tất nhiên là sẽ có nước nọ, nước kia không hài lòng lắm về việc Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quân sự, quốc phòng với nước này hay nước khác. Nhưng họ nên hiểu rằng, chính sách ngoại giao quốc phòng của Việt Nam trước hết là nhằm đảm bảo quốc phòng an ninh cho Việt Nam và phần nào đó hỗ trợ cho đối tác song phương của mình về quốc phòng an ninh chứ không nhằm tấn công hay làm phương hại đến nước thứ ba. Đó là nguyên tắc đối ngoại của Việt Nam nói chung và cũng là nguyên tắc đối ngoại quốc phòng của Việt Nam nói riêng. Chính điều này phản ánh sự tương đồng giữa Nhật Bản và Việt Nam về quân sự, quốc phòng bởi hai nước đều theo đuổi chính sách quân sự phòng thủ quốc gia, bảo vệ lãnh thổ chứ không theo đuổi chính sách xâm lược hay chính sách banh chướng bằng quân sự đối với nước khác. Đó là cơ sở để hai nước có thể tin cậy lẫn nhau khi thiết lập các quan hệ hợp tác chiến lược song phương về quân sự, quốc phòng nhằm củng cố năng lực quốc phòng của hai bên mà không làm phương hại đến nước thứ ba. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên đã có một số thỏa thuận sơ bộ về tăng cường hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, như ký kết thỏa thuận về việc chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng. Đây được xem là một bước tiến trong hợp tác an ninh giữa hai nước. Tác giả bài báo cũng nhấn mạnh rằng, trong những năm gần đây, Nhật Bản cũng cung cấp cho Việt Nam một số tàu tuần tra nhằm giúp Việt Nam tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển. Việt Nam là một trong số nhiều quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông đang tranh chấp, một tranh chấp về chủ quyền đã nổ ra trong nhiều thập kỷ. Nhật Bản và Trung Quốc cũng có tranh chấp lãnh thổ lâu dài về các đảo ở Biển Hoa Đông. Chính phủ Nhật Bản đã thông qua chiến lược an ninh quốc gia mới vào giữa tháng 12 năm ngoái, trong đó bao gồm việc xây dựng quân đội quy mô lớn và khả năng phản công. Đây là một thay đổi lớn trong các nguyên tắc phòng vệ sau chiến tranh của Nhật Bản. Có thể nói, hợp tác mọi mặt giữa Việt Nam với Nhật Bản càng được củng cố mạnh mẽ hơn khi hai nước xây dựng được mối quan hệ tin cậy về chính trị thông qua các cuộc đối thoại liên chính phủ và hàng loạt các cuộc tiếp xúc, chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Nhật Bản ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đánh giá cao những đóng góp tích cực và xây dựng của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài và bày tỏ mong muốn Nhật Bản sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng hàng đầu trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo cho rằng quy mô hợp tác song phương đã được mở rộng, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng không chỉ cho đất nước và nhân dân hai nước mà còn của khu vực châu Á và trên thế giới. Trong xu thế này, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 sẽ là một sự kiện quan trọng được hai nước chào đón. Với tư cách là biểu tượng cao quý của đất nước, là lãnh đạo tinh thần của dân tộc Nhật Bản, chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản đến Việt Nam lần này được coi là mang ý nghĩa biểu tượng, cũng là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Nhật Bản đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.
góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển toàn diện, tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước. Và đến đây thì nội dung của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh, cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.